Chủ bếp ăn từ thiện Cường Béo qua đời vì Covid-19, dành toàn bộ tâm tư, sức lực để làm việc thiện giúp đời. Thông tin anh Vũ Quốc Cường hay còn gọi là Cường Béo, chủ quán cơm chay miễn phí cho người nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh qua đời vì Covid-19, khiến nhiều người không khỏi thương xót. Những ngày vừa qua, thông tin về chủ nhân quán cơm chay xã hội Cường Béo Tên thật là Vũ Quốc Cường, sinh năm 1975, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Qua đời vì Covid-19 đã khiến cộng đồng mạng cũng như nhiều người dân không khỏi xót xa, đau buồn. Người đàn ông này được biết đến là chủ nhân của hai quán cơm chay, hỗ trợ cho người nghèo, lao động khó khăn tại Sài Gòn. Suốt nhiều năm qua khi dịch bệnh ập đến, anh vẫn tiếp tục công việc từ thiện của mình, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn. Chủ tịch nước gửi thư chia buồn, anh và những đồng nghiệp, bạn bè đã đứng ra tổ chức kêu gọi mọi người chung tay xây dựng bếp cơm từ thiện để nấu các bữa cơm cho tuyến đầu chống dịch cũng như cho người nghèo gặp khó khăn do dịch. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện cho bà con nơi vùng dịch, anh không may nhiễm Covid-19 rồi qua đời vào ngày 22 tháng 8 vừa qua. Sự ra đi của người đàn ông hiền lành tốt bụng khiến đồng nghiệp, bạn bè cũng như những ai đã từng được giúp đỡ không khỏi xót xa đau lòng. Tấm lòng vì cộng đồng của người đàn ông ấy được lan tỏa mạnh mẽ, sâu sắc đến người dân Sài Gòn nói riêng và người dân cả nước nói chung. Trước sự ra đi của anh Vũ Quốc Cường, hôm nay 28 tháng 8, Chủ tịch nước đã gửi thư chia buồn đến chị Nguyễn Thị Tuyết Lan, vợ anh Cường sau khi anh qua đời. Trong thư, Chủ tịch nước cho biết ông rất buồn khi biết tin anh Vũ Quốc Cường đã qua đời ngày 22 tháng 8 vì nhiễm virus SARS-CoV-2. Chủ tịch nước nhấn mạnh những việc làm thiện nguyện cao đẹp của anh Cường như những bông hoa sen sẽ tiếp tục tỏa hương thơm, chắc nhở và khơi dậy hơn nữa những trái tim nhân ái, những lẽ sống cao đẹp cống hiến vì cộng đồng và xã hội với lẽ đó tôi mong chị cùng với các cháu và gia đình ta lúc này hãy mạnh mẽ như cách sống niềm tin và tinh thần thiện nguyện của anh vũ quốc cường xin nén đau thương và hãy tự hào về người chồng người cha người con người bạn của mình chủ tịch nước viết theo chủ tịch nước sự ra đi của anh cường không chỉ là lời nhắc nhở về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh hình ảnh kiên cường tận tâm của anh với cộng đồng trong lúc khó khăn là niềm tự hào của tất cả chúng ta về sự quả cảm và những tấm lòng nhân ái thiện nguyện trong xã hội, sẵn sàng phụng sự, dấn thân vì cộng đồng. Về tinh thần một Việt Nam và tôi càng thêm xúc động khi một cháu là con của anh chị cũng đang tham gia tuyến đầu chống dịch chủ tịch nước bày tỏ. Chủ tịch nước cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm trình, đề xuất tôn vinh tấm gương hy sinh cống hiến của anh Vũ Quốc Cường. Qua đây, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những tấm gương sáng, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì cộng đồng. Những trái tim thiện nguyện đôi khi không ồn ào mà lặng lẽ đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn. Chủ tịch nước tin rằng những con người bình dị nhưng phi thường đó là sống và làm theo tấm gương của cha ông mình, những người anh hùng vệ quốc thời chiến. ở nhà thuê nhưng tấm lòng dành trọn cho người nghèo. Trước sự ra đi của anh Vũ Quốc Cường, bạn bè đồng nghiệp vẫn chưa hết đau xót. Một người bạn của anh Cường cho biết, trước ngày phát hiện mình nhiễm Covid-19, anh Cường vẫn đi gửi tặng bánh mì cho người dân khi phải nhập viện anh ấy vẫn gọi điện cho bạn bè trong nhóm đem số bánh mì còn lại đi gửi cho bà con khó khăn lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ cho người khác còn mình thì cứ dung dị xời xòa anh học chia sẻ và minh chứng rõ ràng nhất cho tấm lòng cao đẹp của anh vũ quốc cường đó chính là sự hết mình vì cộng đồng lúc sinh thời anh và gia đình gần như dành toàn bộ tâm tư tình cảm sức lực để làm việc thiện anh mở quán cơm chay xã hội cho người nghèo, vận động quyên góp tiền ủng hộ người khó khăn, xây nhà, tặng xe đạp cho người cần. làm được bao nhiêu anh đều đem đi làm từ thiện hết, không tích góp để lại gì cho vợ con. đến khi mất anh cũng không để lại được gì cho gia đình, một người bạn anh cường chia sẻ. ngày anh phát hiện nhiễm bệnh, cả gia đình anh gồm vợ và một số người sau đó cũng dương tính phải đi cách ly điều trị. Tuy nhiên, dù được các y bác sĩ cố gắng cứu chữa, nhưng anh vẫn không qua khỏi. Anh qua đời vào ngày 22 tháng 8. Có lẽ đau đớn nhất lúc này chính là chị Diệu Tuyền. Người vợ luôn đồng hành cùng anh trên mọi chặng đường. Những quyết định trọng đại của cuộc đời không những chồng mà mẹ ruột của chị cũng qua đời trong đợt dịch vừa qua. Hiện gia đình chúng tôi ly tán. Mẹ, chồng tôi đã mất vì dịch bệnh các con tôi vẫn đang đi cách ly mỗi đứa mỗi nơi chị nói nói về người chồng của mình chị tuyền cho biết trước khi mất anh cường dành hết tâm huyết để làm thiện nguyện vì thế kinh tế gia đình cũng chỉ đủ ăn hai vợ chồng làm lụng vất vả nhưng phải ở nhà thuê rộng chưa đầy 20 mươi mét vuông thế nhưng người phụ nữ ấy chưa từng một lần than vãn ngăn cản anh cường làm từ thiện và giờ đây khi anh ra đi chị vẫn mong mỏi rằng các con sẽ giữ mãi nhiệt huyết sống vì mọi người như người cha của mình